Ờ, Sóc Trà Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay là tiếp tục về được chủ đề KQZ, chủ đề tem vàng ha. Thì cái loại này anh em cũng biết từ đợt trước mình giới thiệu là cách đây chắc mấy tháng rồi là mình đã bắt đầu bán cái loại này. Thì loại này là một cái loại chủ đề KQZ, là chủ đề của hàng nội địa Thái Lan nha, được phân phối bởi công ty Mihu. Công ty này là công ty xuất nhập khẩu thôi chứ cũng không phải là công ty gì liên quan đến phụ tùng đâu. Nó nhập khẩu đủ thứ hết, trái cây rồi hàng hóa may mặc này kia, nó nhập khẩu tùm lum hết á. Thì cái này là cũng một cái cơ duyên thôi, tình cờ mình quen được một cái người ở bên Mihu ha. Thì công ty Mihu họ mới Mihu hình như là công ty Minh Hùng hay gì đó mà ghi tắt người ta là Mihu. Thì bên công ty này người ta báo là cái người quen nó báo bên mình là bên này cũng có nhập phụ tùng Thái Lan đó, mà chỉ có nhập cái hàng mà ở Việt Nam mình không có bán thôi. Hiện nay nó về cái loại củ đề KQZ, hãng của nó là hãng Core Quajim. Thì cụ này là ngày trước mình bên đó người ta báo mình nhập khẩu mà mình nghe từ Core, Core mình tưởng nó là Hàn Quốc nhưng mà thực ra nó là của Thái Lan nha anh em. Tại vì Hàn Quốc thì chắc nó cũng không sản xuất lại này đâu. Thì cụ đề là cụ đề của Thái nha. Hàng nói chung là hàng nội địa thôi, không phải hàng chính hãng đâu. Như công ty này là người ta cũng chỉ là công ty linh kiện thôi. Nhưng mà cụ đề này thì bán rất là ngon. Cụ đề này bán rất ngon mà xài cũng rất là ngon luôn. Tại vì sao? Thì đây mình có một cái cụ demo này, mình sẽ quay cho anh em coi này. Đây là có một cái cụ hàng mẫu ở ngoài nha. Cái này thì trong anh em mua nó sẽ còn trong nguyên đai nguyên kiện luôn, được đóng mộc bởi công ty Mihu nha. Đây này, mộc vàng công ty Mihu tem chính hãng này. Mình lại quay cho anh em coi này. Đây này. Anh em thấy không? Mihu này. Đây Mihu Co tem chống giả này. Ha. Thì cái loại này anh em là loại hàng nhập nha. Mình thấy là cái chất lượng nó rất là ok. Tại vì sao? Này thì nó có dây luôn này. Có dây vàng luôn. Rất là đẹp, cao su đầy đủ cho anh em luôn, cao su luôn nha, rất là êm nha, dây cũng rất là mềm, dây rất là dày nha. Anh em lưu ý với mình là anh em mua cụ đề đây, anh em mua những cái loại mà dây nó dày một chút xíu, dây nó mỏng là cái cụ đề nó tải không có nổi là nó đứt cháy dây luôn á, cái cụ đề nó rất là nặng nha. Thì đây mình có một cái cụ đề Core Quajim này, mình sẽ quay cho anh em coi, nó có cái tem vàng luôn, hàng Thái nha. Đấy, thì cái cụ này nó là cụ đề dài nha, cụ đề dài của 110, anh em gắn vô rim Thái rất là mạnh luôn, mạnh hơn những cụ đề rim Thái tại vì đít nó dài hơn. Anh em mua cái loại rim Thái đít ngắn á, thì cái loại này nó sẽ mạnh hơn rim Thái đít ngắn này. Cái này nó cũng quay 110 Thái với phụ trợ 110. Anh em gắn vô 110 thì nó đúng bài rồi, còn gắn vô rim Thái thì nó cũng rất là mạnh nhá, nó không đụng gì hết á. Anh em đừng có lo đụng nha. Cái này cụ đề nó nằm ngay giữa sườn, nó không có đụng cái gì hết á. Anh em gắn thoải mái không có đụng gì hết, không phải lo nha. Cụ đề 110 là cụ đề dài nhá. Này, anh em sẽ thấy nó làm cực đẹp luôn. Cực kỳ đẹp nha. Đó. Đây, nó sẽ có luôn chữ Mitsuba để cho anh em tham khảo này. Này, Mitsuba này anh em thấy không? Đó. Ốc nè, rất là đẹp nha. Cụ đề thì thực ra là cái thân nó cũng hơi vàng vàng, nó không được trắng lắm đâu. Thân vàng giống kiểu của Thái là bọn nó sẽ làm thân vàng như vậy này. Mình thấy cũng rất là đẹp. Còn cụ đề quen pha thì anh em nó sẽ màu trắng hết nha. Đó. Này. Tem Thái và có mộc của Core Quajim luôn, rất là xịn sò ha. Đấy. Anh em à. Đít này, cái đầu rất là đẹp này. Nói chung cụ này thì về ngoại hình thì rất là tươm tất rồi. 300 ngàn một cụ thì anh em cứ yên tâm về cái ngoại hình của nó là sẽ đánh bật những cái cụ đề khác có giá 300 hàng mới nha. Nó sẽ đánh bật tất cả luôn. 300 là cái lựa chọn này là lựa chọn hàng đầu rồi. Mình nói thật sự luôn á, không phải là khen đâu nhưng mà 300 ngàn mà có một cụ đề tem vàng, đít dài, đít mặn nha. Cái loại đít dài này thì nó sẽ có cái lõi từ dài hơn. Nó sẽ cho cái lực từ mặn hơn, quay sẽ mặn hơn, đề máy nó sẽ tốt hơn. Nghĩa là cụ đề này em sử dụng bình yếu yếu chút xíu thì đề nó vẫn ok, còn nếu mà cụ đề ngắn mà bình yếu nó là cái vòng quay nó yếu nó là nó không có lên nổi máy đâu. Còn cái cụ đề này thì cái lực từ nó mạnh hơn cho nên là nhiều lúc bình bình nhỏ mình đề mà cái này nó cái cụ đề nó mạnh thì nó dễ lên hơn, hoặc là những cái xe như là xe đôn xe độ á thì anh em chúng ta bỏ vô anh em đề nó cũng rất là ngon. Thì cụ đề nó dài mà anh em, cụ đề nó dài hơn cụ đề rim super Wenfa nó dài hơn nha. Rồi đây, mình sẽ test thử cho anh em coi này. Cụ đề này thì nó rất là mạnh nha, mà quay thì nó lại rất là êm. Đấy, anh em nghe không? Nghe không? Rồi mình sẽ để cái mic lại sát luôn cái cụ đề nha. Đây, cái này cái mic nha. Đây mình sẽ để sát đây luôn. Để cho anh em nghe tiếng nha, chứ để xa thì chắc chắn không nghe rồi. Này để sát luôn. Đó, anh em nghe không? Gần như không có tiếng luôn. Đó, rất là êm nha, êm như điện luôn. Đấy, thì anh em chúng ta có thể thấy là cái cụ đề này nó sẽ phục vụ cho các anh em chúng ta sử dụng xe zin hoặc xe tàu hoặc là xe độ thì đều ok. Đấy, thì giá của nó là 300 ngàn một cụ nhá. Khi anh em mua nó sẽ còn trong nguyên đai nguyên kiện trong bọc như vậy cho anh em. Có đầy đủ dây, cụ đề cũng như là cái nhông cài ở đầu luôn. Đây này.
nó sẽ có luôn nhông đề nha, nhông đề và phe cài cho anh em luôn, để anh em về là chúng ta sử dụng là ngon ngay nha, gắn vô là sử dụng liền rồi. Ok, thì một củ như vậy giá là 300.000 nha, anh em có thể gắn được cho rim Thái, rim Super, quay Thái, quay Alpha, các dòng xe Trung Quốc như là rim tàu, quay tàu chúng ta cũng gắn được cho City 100, City Plus 110. À, thì anh em chúng ta có thể mua về anh em gắn vào nha. Rồi ok, giá của nó sẽ chỉ có 300.000 một cụ thôi. Anh em nào chúng ta có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với shop nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nha.